mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuỗi Dậy Tò Mò. Mới đây, chúng tôi mới thu thập được một vài video bắt gặp được King Kong ở ngoài đời thực. Bạn đã bao giờ nhìn thấy King Kong chưa? Chúng ta hãy cùng xem những video này nhé! King Kong là một quái vật khổng lồ trong điện ảnh. Nó đã xuất hiện nhiều trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng kể từ năm 1933. Nhân vật này xuất hiện đầu tiên trong phim điện ảnh King Kong vào năm 1933 và nhận được nhiều lời khen ngợi tích cực. Phim đã được làm lại vào năm 1976 và năm 2005. King Kong đã trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh lớn nhất thế giới, tạo cảm hứng cho vô số các phần phim tiếp nối, phim làm lại, phim ăn theo, hoạt hình, tiểu thuyết, truyện tranh và nhạc kịch. Vai trò của King Kong khá đa dạng theo từng phim, đôi khi là một con quái thú điên, đôi khi lại là một nhân vật phản anh hùng. Bạn nghĩ sao về loài King Kong này? Bạn nghĩ là con người tự nghĩ ra hay là thật sự nó có thật? Cho đến bây giờ, không ai có thể chứng minh rằng King Kong là có thật, nhưng cũng không ai có thể chứng minh rằng King Kong là không có trên đời này. Khi xem những video vừa rồi, bạn cảm thấy sao? Bạn có tin vào những video đó hay không? King Kong thực sự đang ở trước mặt chúng ta hay sao?
hãy comment bên dưới để chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chú ý lắng nghe. Đừng quên nhấn subscribe cho kênh của mình để có thể theo dõi được những video mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại. We'll be right back.